Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 40 cho mạng một chiều A. Hãy sắp xếp lẻ tăng dần và các cái giá trị khác thì giữ nguyên. Đấy, tức là các cái giá trị mà không phải là số lẻ thì nó sẽ giữ nguyên cái vị trí. Rồi ở đây mình sẽ cho một cái ví dụ là một cái mạng một chiều A5, gọi là tức là nó sẽ có 5 cái phần tử là 3 này, 2 này, 1, 6 và 5 đúng không ạ? Thì nhìn vào đây các bạn có thể thấy được là chúng ta cái mạng này có 3 số lẻ đúng không ạ? Đó là 3 này, 1 này và 5 đúng không ạ? Và chúng không được sắp xếp theo cái thứ tự tăng dần đúng không ạ? Đấy, vì cái giá trị 3 này nó lớn hơn 1 đúng không ạ? Rồi, và sau khi đã sắp xếp ấy, thì nó sẽ trả về cái kết quả là cái mạng A5 này nó cũng có nguyên 5 phần tử này. Và nó sẽ sắp xếp đưa cái giá trị 1 này, 1 là cái giá trị nhỏ nhất đúng không ạ? Giá trị lẻ nhỏ nhất lên đầu này, đấy, và cái giá trị 2 này là cái giá trị chẵn đúng không ạ, thì nó sẽ giữ nguyên này. Rồi tiếp theo là đến cái giá trị 3 này, giá trị 3 này là cái số lẻ tiếp theo lớn hơn 1 đúng không ạ, đấy, và nó bé hơn cái giá trị 5 này, lẻ 5 này, đấy, và cái giá trị chẵn 6 đây thì nó sẽ giữ nguyên cái vị trí. Đấy, thì đó là một cái ví dụ để cho các bạn có thể hiểu thêm về cái yêu cầu của bài tập này. Rồi. Và cái thuật toán để giải bài tập này thì như sau. Thì đầu tiên để giải bài tập này thì chúng ta cần phải tìm ra được những cái số lẻ đúng không ạ? Đấy. Và sau đó sẽ so sánh chúng. Nếu như cái số lẻ nào nhỏ nhất thì mình sẽ cho lên đầu. Và tiếp tục như đó thì mình sẽ phải hoán đổi vị trí cho nhau đúng không ạ? Ví dụ như cái số lẻ A0 tại vị trí A0 thì đó là số lẻ đúng không ạ? Ví dụ tại vị trí A0 là số lẻ và tại vị trí A1, A2 đây là cũng là số lẻ đúng không ạ? Khi ta so sánh hai vị giá trị của hai vị trí A0 và A1 ở đây, A2 ở đây. Nếu như giá trị của vị trí A0 mà lớn hơn giá trị của vị trí A1 ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành hoán đổi vị trí đó cho nhau. Đấy. Tức là khi mà cái giá trị lẻ ở phía sau ấy, phần tử phía sau lớn hơn giá trị lẻ của cái giá trị phần tử ở phía sau nó nữa đấy, thì chúng ta sẽ tiến hành hoán đổi vị trí hai cái vị trí đó cho nhau. Đấy. Và chúng ta cần phải có một cái hàm hoán vị. Đấy. Rồi thì chi tiết như thế nào thì mình sẽ làm như sau. Thì những bước đầu tiên là mình sẽ cần phải khai báo cái thư viện cho nó này, khai báo cái hàm viết cái hàm nhập mạng này và hàm xuất mạng này đúng không ạ? Thì đây là những cái bước cơ bản để chúng ta có thể làm bài tập với cái mạng đúng không ạ? Và đây là những cái bước rất cơ bản mà mỗi khi chúng ta khi muốn làm bài tập với mạng á, thì đều phải biết đến cái này, và đây là một cái yêu cầu tối thiểu, cho nên là các bạn cần phải lưu ý những cái bước cơ bản như này thì mới có thể làm được những cái bài tập lớn hơn. Đấy, thì những cái bước như này thì mình đều đã nói rất rõ ở những cái video lần trước rồi đó, và ở cái video lần này thì mình chỉ nói qua. Rồi đầu tiên đến thư viện thì mình sử dụng Etilio này, Corneo, Mat và sử dụng một cái Define với cái max nó có độ lớn là 100. Rồi trong cái hàm nhập mạng này thì mình sẽ dùng một cái câu lệnh print để nhập cái số phần tử của mạng đúng không ạ? Sau đó sẽ kiểm tra xem nó có hợp lệ không, nếu không hợp lệ thì sẽ quay trở về cái bước nhập số phần tử đúng không ạ? Nếu như đã play thì sau đến cái vòng for này để dùng để nhập các cái giá trị cho mạng. Rồi sau đó sẽ đến cái hàm xuất mạng này. Xuất mạng thì mình cũng sử dụng một cái vòng là for. Đấy, nhưng vòng là for ở đây thì mình chỉ dùng để in ra giá trị thôi. Đấy. Rồi, như vậy là xong cái phần nhập mạng xuất mạng. Đấy, và cũng như là khai báo thư viện. Bây giờ mình sẽ đến viết cái hàm hoán vị. Và cái hàm hoán vị ở đây thì mình sử dụng cái kiểu dữ liệu là void. Đấy, mình đặt tên cho nó là hoán vị.
Và ở đây thì các bạn cần khai báo cái biến là A này. Thứ hai là B. Tức là mục đích của bài này là hoán đổi cái giá trị của A cho B. Đấy, trong cái hoán vỉ này thì là đầu tiên mình sẽ làm gì? Mình sẽ khai báo một cái biến gọi là biến trung gian. Đấy, mình đặt cho nó là trung gian. Và khởi tạo cái giá trị ban đầu cho nó là bằng A luôn. Đấy. Tiếp theo thì mình sẽ làm một cái như sau là khi mà A bằng B này thì mình sẽ làm công việc là gắn B bằng cái trung gian. Như vậy là chúng ta có viết xong được cái hàm hoán vỉ đúng không ạ? Nó rất đơn giản. Đấy. Đây là cái hàm hoán vỉ. Vì mục đích chính của cái hàm hoán vỉ này là hoán vỉ cái biến giá trị của biến A cho B. Đấy. Rồi. Sau thì mình sẽ đến cái hàm gọi là hàm sắp xếp. Đấy. Đặt mình có thể đặt ra cho tên của nó sẽ là sắp xếp. Lệ tăng. Đấy. Thì ở đây thì chúng ta cũng cần phải khai báo cái A. Và trong đây thì cũng cần khai báo cái N nữa. Đấy. Và trong cái hàm mà sắp xếp lệ tăng này thì mình cần phải làm gì? Đầu tiên thì mình cũng cần phải sử dụng một cái vòng lập for để mục đích của mình là sẽ tìm ra cái số lẻ đúng không ạ? Đấy. Nên là mình sẽ sử dụng một cái vòng lập for để xét hết tất cả các cái giá trị của cái mạng A để có thể được kiểm tra được cả các cái số lẻ đúng không ạ? Và y cộng cộng. Trong for này thì sử dụng một cái câu lệnh if. Nếu như mà cái giá trị A y nó là số lẻ, một số lẻ thì nó khi chia cho 2 thì sẽ dư 1 đúng không ạ? Đấy. Mình sẽ đặt mình sẽ sử dụng cái cấu trúc chia lấy dư. Đấy. Thì cấu trúc chia lấy dư của nó sẽ là AI phần trăm 2 mà bằng 1. Đấy. Tức là cái giá trị AI nó không chia cho 2 đấy. Một số mà như các bạn đã biết thì một số khi chia 2 mà dư 1 thì đương nhiên nó là số lẻ đúng không ạ? À, như các bạn đã thấy ở đây thì A nó báo có cái lỗi ở đây đúng không ạ? Đấy, thì mình sẽ kiểm tra lại cái phần khai báo ở đây. À, ở đây mình sẽ khai báo nó ở dưới dạng cái ma trận. Đấy, nên ở đây chúng ta chỉ được cái khai báo ở cái dạng là mạng rồi đúng không ạ? Nếu như cái lúc này các bạn đã khai báo ở đây là ma trận thì dưới này các bạn cũng cần phải khai báo ở đây là ma trận. Ở đây các bạn nếu như theo ma trận thì sẽ là AEG, nhưng nếu theo mạng thì một chiều ấy thì sẽ là AI thôi. Rồi khi cái giá trị AI này ấy, nó đã lẹ rồi ấy, thì mình sẽ làm công việc như sau. Thì mình sẽ tiếp tục sử dụng một cái vòng lập for và sẽ mình sẽ viết xong rồi mình sẽ giải thích sau. JBN và J cộng cộng. Trong cái for này thì mình sử dụng một cái câu lệnh if. Nếu như mà AJ này nó mà không chia cho 2 này, đó tức là nó là số chẵn này. Cách ra cho nó đẹp và dễ nhìn. Rồi mình sẽ vừa code vừa giải thích. Đấy. Sau khi đã biết nó là số chẵn này, rồi mình sẽ tiếp tục sử dụng một cái vòng lập for này. Với cái biến chạy là j này, j lúc này thì nó sẽ được chạy từ giá trị y cộng 1 cho đến cái giá trị
n-1 đấy, và sau mỗi lần như vậy thì nó sẽ tăng y lên. Và ở đây mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if để kiểm tra. Nếu như cái giá trị REG nó mà là số lẻ, và nếu như mà cái giá trị AI này nó mà lớn hơn cái giá trị AG thì lúc đó mình sẽ làm công việc gì? Mình sẽ hoán vị, gọi cái hàm hoán vị ra, thực hiện hoán vị. Đấy, hoán vị cái giá trị AI này cho cái giá trị AG. Đấy, tức là gì? Mình sẽ giải thích lại cái đoạn này. Mình sẽ giải thích từ cái câu lệnh if này. Khi mà các bạn đã tìm được các cái số lẻ rồi ạ, đấy, và sau đó thì các bạn cần phải tìm được cái số nào là số bé hơn và số nào số lớn hơn đấy, để mình có thể hoán vị hai cái vị trí đó cho nhau, đúng không ạ? Đấy, thì mình phải sử dụng cái vòng lặp for này này, và sử dụng thêm một cái câu lệnh if này. Đấy, ở đây vì sao là mình phải cho nó chạy gì? Nó chạy từ y đến y, chạy từ y cộng 1, đúng không ạ? Đấy, mình đã có cái giá trị đầu tiên là AI, đúng không ạ? Là cái giá trị đầu tiên này thì mình phải so sánh với cái giá trị lẽ thứ hai nữa, nên là mình phải so sánh với cái giá trị y cộng 1 này. Đấy, và mình cũng phải sử dụng một cái câu lệnh if điều kiện đấy, kiểm tra điều kiện. Nếu như mà cái phần tử AIG này nữa, nó mà là số lẻ này, và đây là câu thức toán tự và này, và cái AI này này nó mà lớn hơn cái giá trị AG ấy, thì lúc đó thì mình sẽ đưa cái AG này lên xếp trước cái giá trị AI, đúng không ạ? Và để làm cái điều đó thì mình cần phải có cái hàm hoán vị đây, thì mình mới có thể đổi được cái vị trí đó. Đấy, thì đó là cái phần mà cái sắp xếp lẻ tăng. Đấy, thì mình đã viết xong cái phần cái hàm sắp xếp lẻ tăng, đúng không ạ? Và cái hàm hoán vị. Thì bây giờ mình sẽ vào cái hàm chính của chúng ta, hàm main. Và trong hàm main này thì cần làm những công việc gì? Đầu tiên thì chúng ta cũng cần phải khai báo cái mạng A, đúng không ạ? Sau khi khai báo mạng A thì chúng ta cũng cần phải khai báo cái N này, tức là cái số phần tử của mạng này, đúng không ạ? Sau đó chúng ta gọi cái hàm nhập mạng ra này, đúng không ạ? Đây sẽ là A và N này, và tất nhiên là hàm xuất mạng, đúng không ạ? Và mình sẽ dùng một câu lệnh print để ngăn cách giữa cái hàm xuất mạng và nhập mạng này. Thì sẽ là thiếu một cái dấu chấm phẩy, rồi sau đó sẽ là cái hàm xuất mạng. Đây sẽ là A và N. Đấy, sau khi xuất mạng thì chúng ta sẽ gọi cái hàm sắp xếp lệ tăng này lên, đúng không ạ? Đấy, thì mình đã làm trước rồi, đúng không ạ? Mình đã viết xong cái hàm sắp xếp lệ tăng, thì bây giờ mình sẽ gọi cái hàm đó rồi. Đấy sẽ là lúc này mình đặt cho nó là sắp xếp lệ tăng, đúng không ạ? Đấy, như các bạn nhìn thấy thì khi các bạn bấm thì nó hiển thị cái gợi ý cho lên cho mình. Đấy, đây sẽ là A và N. Sau khi đã gọi nó lên rồi á, thì chúng ta cần in nó ra, đúng không ạ? Đấy, mình sẽ sử dụng một câu lệnh print này. Đây sẽ là mạng sau khi sắp xếp lẻ tăng. Đấy, đây sẽ là, sau đó sau cái câu lệnh print này thì chúng ta cần phải có một cái hàm xuất ra đó, xuất cái mạng sau khi đã sắp xếp ra, đúng không ạ? Đấy, đây sẽ là xuất mạng này, A này, N. Đấy, và sau đó là sử dụng cái cây get này, và return. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong cái phần code rồi, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ chạy để chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đấy, chúng ta sẽ cùng chạy. Rồi, ở đây nó không báo lỗi, đúng không ạ? Ở đây mình sẽ nhập số phần tử cho nó là 4. Đấy. Rồi, ở đây các bạn có thể thấy là sau khi các bạn nhập số phần tử, đúng không ạ? Thì nó lại tiếp tục hiện lên cái câu
Ô, lệnh là nhập số phần tử tiếp đúng không ạ? Đấy, ta sẽ thử nhập tiếp. Đấy, thì nó lại tiếp tục in ra. Đấy. Thì vì sao như vậy? Thì đây là cái vấn đề của cái phần cái hàm nhập mạng đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại cái phần nhập mạng. Rồi. Đây, đây là cái hàm nhập mạng chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại. Đây. À, đây rồi. Ở đây mình đặt cái câu lệnh câu to này, nó phải ở trong cái cấu trúc if. Đấy, tức là khi cái giá trị số phần tử này nó không hợp lý, không hợp lệ thì nó mới sử dụng cái câu lệnh câu to này. Cho nên là cái câu lệnh câu to này nó phải được đặt trong cái khối lệnh của câu lệnh if này. Đấy. Ở đây thì chúng ta cần phải đặt cái câu lệnh câu to sửa lại, nó phải nằm trong cái câu lệnh if. Rồi, sau khi đã sửa lại chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đây, như vậy nó cũng không mắc lỗi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ thử nhập số phần tử là 4. Đấy, thì như vậy thì nó đã không bắt chúng ta nhập tiếp đúng không ạ? Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ nhập cái phần tử A0. A0 ở đây mình sẽ nhập là 9. A1 là một số chẵn 2. Và 5, 3. Đấy. Thì nó đã in ra kết quả đúng không ạ? Nó đã in ra cái mạng mà chúng ta đã nhập là gồm các phần tử là 9, 2, 5, 3 đúng không ạ? Đúng với cái... đây đúng không ạ? Rồi, và nó đã in ra cái mạng sau khi sắp xếp lẹ là 3 này, 5, 9 đúng không ạ? Thì các bạn đã thấy thì những cái số lẹ trong cái mạng đó là gồm một số này, 9 này, 5, 3 này, và số bé nhất là số 3 thì nó sẽ cho lên đầu này. Số bé thứ hai là số 5 này thì nó sẽ giữ nguyên cái vị trí đúng không ạ? Và số bé cuối cùng số số lớn số lẹ đấy ạ, thì nó các bạn là số lẹ này. Số lẻ lớn nhất thì nó sẽ cho ở vị trí cuối cùng này. Số lẻ bé nhất thì nó sẽ cho vị trí đầu tiên này. Và cái số 5 này thì nó lớn, nó giữ nguyên với cái vị trí đấy, nó không thay đổi. Rồi, và số 2 là cái số chặn này, nó cũng giữ nguyên vị trí và không thay đổi. Nhưng ở đây cái số 5 là số lẻ nhưng mà nó lại giữ nguyên vị trí. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá trị 9 là cái gì lớn nhất đúng không ạ? Và 3 và 9 là giá trị lớn nhất và nó lại nằm đầu tiên. Và 3 là giá trị bé nhất và nó lại nằm cái vị trí cuối cùng, nên là nó chỉ đổi cái vị trí 3 và 9 cho nhau thôi ạ. Còn giá trị 5 là nó nằm trong khoảng từ 3 đến 9 đúng không? Nên là nó sẽ không thay đổi cái vị trí. Rồi, như vậy là mình đã giải quyết xong cái bài tập sắp xếp cái vị trí lẹ trong cái mạng theo thứ tự tăng dần và các cái giá trị khác thì giữ nguyên đúng không ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.